Mẹ Mân Côi, Mẹ Hòa Bình. Ngày 21 tháng 9 năm 2013, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã long trọng vinh danh nữ tu công giáo Angelique Namaika và trao tặng cho chị giải thưởng Nansen. Đây là giải thưởng cao quý của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để tôn vinh những người làm việc với những người tị nạn. Chị Angelique Namaika đã giúp thay đổi cuộc sống của hơn 2.000 phụ nữ và các bé gái đã bị buộc phải rời nhà của họ sau khi bị nhóm quân đội kháng chiến của Allah lạm dụng trong những năm dài địa ngục của họ. Hôm nay, ngày 7 tháng 10, Giáo hội suy tôn một phụ nữ diễm phúc nhất trần gian. Đó chính là Đức Mẹ Mân Côi. Với tâm tình sùng mộ, mọi tín hữu suy tôn Mẹ Maria là nữ vương ban sự bình an. Suốt tháng Mân Côi, hội thánh khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Lòng sùng kính của dân chúa đối với Đức Mẹ trong thời gian này mang một đặc điểm riêng. Đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi là lời kinh hòa bình. Bằng chuỗi Mân Côi, hội thánh cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Mỗi người cầu xin bình an cho gia đình, cho tâm hồn mình. Lễ Đức Mẹ Mân Côi được Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm thiết lập để ghi nhớ chiến thắng của Hải quân Kitô giáo với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại trận Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571. Chiến thắng là nhờ các tín hữu lần chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Mẹ ở Roma vào ngày giao chiến. Một phép lạ của Đức Mẹ trong tháng Mân Côi, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã thiết lập tháng 10 là tháng Mân Côi vào ngày 1 tháng 9 năm 1883 và đã công bố con số kỷ lục là 11 tông thư về chuỗi Mân Côi trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, suy tôn Mẹ là nữ vương ban sự bình an với 3 lý do. Lý do thứ nhất, Mẹ đã đóng góp cả cuộc đời mình cùng với Chúa Giêsu mà giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Kinh Mân Côi xét về phương diện mầu nhiệm suy gẫm là kinh về Chúa Giêsu, nhưng xét về nội dung thành phần của chuỗi hạt, tức là từng kinh kính mừng, thì đó là kinh về Đức Maria. Mẹ kết hợp cuộc đời mình với Chúa Giêsu qua 20 ngắm: vui, sáng, thương, mừng. Vui là vui với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm nhập thể. Sáng cũng là sáng với Chúa Giêsu qua mọi nẻo lối rao giảng tin mừng. Thương là thương cùng với Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Và mừng còn là mừng cùng với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm phục sinh. Mỗi ngắm như thế là mỗi phần đời khác nhau, nhưng liên kết cả 20 ngắm lại sẽ thấy cuộc đời của Đức Mẹ gắn bó với đời của Chúa Giêsu không rời nửa bước. Con đi đâu thì Mẹ theo đi đó. Con xuống thế làm người chuộc tội nhân loại thì Mẹ cũng hiệp thông với con của mình
từ đêm Giáng sinh cho đến chiều tử nạn, mà bước đi trên đường giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Con của mẹ là Chúa Giêsu, được xưng tụng là Hoàng tử Hòa Bình, đến chuộc tội nhân loại, giao hòa con người với Chúa Cha. Thì mẹ, vì sự gắn bó, hợp tác, hiệp thông với con của mình trong suốt hành trình như thế, cũng đã trở nên nữ vương hòa bình cho toàn thế giới. Nếu Eva xưa đã để lại thảm họa, thì với mẹ Maria cách riêng trong kinh Mân Côi, cách riêng hơn nữa trong lời kinh Ave Maria, nền hòa bình viên mãn của trời đã chính thức mở ra. Vì vậy, Đức Mẹ trong kinh Mân Côi hay Đức Mẹ Mân Côi cũng chính là nữ vương hòa bình. Trước năm 1917, Bồ Đào Nha ở vào một tình trạng suy thoái một cách trầm trọng về phương diện tôn giáo. Gần hai thế kỷ, ốc bè phái đã gây nên những chia rẽ và những cuộc nội chiến. Giáo hội bị bách hại bởi những kẻ theo nhóm Tam Điểm. Nhà thờ bị phá hủy, các linh mục và tu sĩ bị bắt bớ. Khắp nơi người ta tổ chức những đoàn hội chống lại giáo hội. Thế nhưng, kể từ năm 1917, năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha đã đi vào một khúc quanh mới của lịch sử. Người ta tổ chức những đoàn hội chuyên lo lần hạt Mân Côi để xin mẹ chấm dứt những xáo trộn và ban mọi ân lành xuống cho đất nước. Bồ Đào Nha đã xứng đáng với tước hiệu quê hương của kinh Mân Côi. Lịch sử còn ghi lại nhiều thành quả kỳ diệu khác nữa của kinh Mân Côi. Chẳng hạn, kinh Mân Côi đã mang lại chiến thắng tại Vienna ngày 12 tháng 9 năm 1683, hay đã chấm dứt bệnh dịch tại Milan. Chuỗi Mân Côi chính là một phương thế hòa bình hữu hiệu của mỗi tín hữu. Khi hiện ra tại Lộ Đức hay tại Fatima, Đức Mẹ đều kêu gọi chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Ở đâu kinh Mân Côi được ưa chuộng, ở đó tước hiệu hòa bình đi liền với danh xưng của mẹ cũng được mộ mến. Ở đâu kinh Mân Côi được cổ võ, thì ở đó cũng vang lên lời cầu nguyện tha thiết: Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Xét về cấu trúc của kinh Mân Côi, phần sau của mỗi ngắm chúng ta quen đọc: Ta hãy xin cho được ơn này ơn khác. Hoặc phần sau của chính kinh Kính Mừng với câu: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy cả một dự phóng, cả một chương trình, cả một lời kinh dâng lên mẹ Mân Côi, mong hòa bình nội tâm, làm tiền đề cho cách cư xử giao hòa của con người với Thiên Chúa, cũng như cách đối xử hòa bình giữa con người với nhau. Đằng nào cũng thế, giúp đỡ con người dập tắt chiến tranh năm xưa, hay là nâng đỡ con người xây dựng hòa bình hôm nay. Đức Mẹ Mân Côi trong lòng giáo hội chính là tượng đài nữ vương hòa bình. Lý do thứ ba, vì mẹ còn khuyên tất cả mọi tín hữu siêng năng lần hạt
và coi chuỗi kinh Mân Côi như là phương tiện hun đúc hòa bình. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, tại Fatima, Đức Mẹ đã hiện ra và ban sứ điệp cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt, tôn sùng trái tim Mẹ. Đây chính là lộ trình nên thánh, bao gồm ba bước tiếp theo nhau. Chuỗi Mân Côi được đặt như một nhịp cầu, giữa một bờ là tội lỗi nhân loại, và bờ bên kia chính là ơn thánh hóa của Thiên Chúa. Cũng như việc lần hạt chuyên cần là một phương tiện hiệu quả giúp chúng ta đạt được hòa bình. Chính trong ý nghĩa này, Kinh Mân Côi phải được gọi là Kinh của Hòa Bình. Bao giờ cũng thế, trong nghệ thuật Công giáo, Đức Mẹ không đứng một mình, luôn luôn có Chúa Giêsu hiện diện. Hoặc trong những thế kỷ gần đây tại Lộ Đức, cũng như tại Fatima, Đức Mẹ hiện diện với chuỗi Mân Côi. Nếu có ai hỏi tôi, Đức Mẹ có lần hạt không? Chắc chắn tôi sẽ đưa ra lời khẳng định, có. Không chỉ vì Đức Mẹ đã lần chuỗi chung với ba trẻ ở Fatima hoặc với cô Bernadette ở Lộ Đức, mà còn ngay trong mầu nhiệm của chuỗi Kinh Mân Côi đã có sự hiện diện của Đức Mẹ rồi. Có nghĩa là Mẹ cùng lần hạt với chúng ta, và hơn nữa Mẹ kêu gọi chúng ta lần hạt. Cá nhân lần hạt Mân Côi, cá nhân vui sống thảnh thơi an bình, gia đình lần chuỗi Mân Côi, gia đình hạnh phúc một đời an vui. Giáo hội tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi là nữ vương hòa bình. Chuỗi Mân Côi là chuỗi kinh của nền hòa bình. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khuyên nhủ: chuỗi Mân Côi là dây ràng buộc con với Mẹ, là cuốn phim kỷ niệm con đường hy vọng của Mẹ. Âu yếm như Bethlehem, khắc khoải như Ai Cập, trầm lặng như Nazareth, lao động như xưởng mộc, sốt sắng như đền thờ, cảm động lúc Chúa giảng, đau khổ bên thánh giá, vui mừng lúc phục sinh, tông đồ bên thánh Gioan. Tóm tắt lại, Chúa sống trong Mẹ, Mẹ trong Chúa, hai cuộc đời chỉ là một. Đừng bỏ chuỗi Mân Côi Mẹ đã trao và nhắn nhủ con sống như Mẹ, với Mẹ, nhờ Mẹ, trong Mẹ. Ai mến Mẹ thì yêu thích chuỗi Mân Côi, bởi vì chỉ có người yêu mới lặp lại một chuyện, một lời mà không biết nhàm chán. Lạy Mẹ Mân Côi, nữ vương hòa bình, xin giúp chúng con siêng năng lần hạt Mân Côi. Nhờ đó, chúng con có thể cộng tác với Mẹ trong công cuộc xây dựng nền hòa bình thế giới và đem ơn cứu độ cho muôn dân. Amen. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria.